chúng ta có thể mất hết tất cả nếu mẹ không nhớ ra là ai là ai chứ rốt cuộc là ai đây không lẽ là cậu ta sao là ai chứ mẹ nhớ ra ai không vậy có một người đó có đó con có một người biết mẹ gặp chuyên dông ngày hôm đó đó. Là ai vậy hả mẹ? Là anh Nam. Đúng rồi, chỉ có anh ta là biết thôi. Anh ta là thám tử tư của mẹ. Mẹ đã thuê để theo dõi chung dông đó. Vậy có nghĩa là anh ta có thể là người chứng kiến hết tất cả những chuyện đã xảy ra, đúng không vậy mẹ? Đúng vậy. Lúc đó anh ta đã đe dọa mẹ nữa mà. Anh ta nếu là đã thấy hết mọi chuyện, bắt mẹ phải đưa tiền cho anh ta để anh ta im lặng. không không lẽ anh ta đã đã xuất hiện rồi sao? Bây giờ thì họ sẽ kêu tên Joe tìm người gửi đi những cái đó. Tôi sẽ đi theo tên Joe để tìm hiểu, vì anh ta biết anh mà. Phải. Anh nên làm gì? Chỉ có vậy thì anh ta mới không nghi ngờ. Đương nhiên rồi. Xin do Jim Juno mốc và áp lát. Con, có chuyện muốn nói với mọi người. Ừ. Chuyện gì? Con nghĩ là Hên Xu và con nên ở đây với Han Son một thời gian thưa bà. Hả? À, anh Du nè. À? À? Tụi con không thể xa Han Son và con cũng không thể nào về nhà ở mà không có thằng bé và Hên Su được đâu bà. Hey. Con không thể sống ở đây được đâu Như vậy thì ba con sẽ không vui Mà hơn xu cũng khó xử Về chuyện đó thì con sẽ nói chuyện với ba con thưa bà Nhưng mà anh du chi à Anh nghĩ bây giờ vậy là tốt nhất rồi em à? à Thật ra thì cả nhà rất chào đón con Nhưng mà chúng ta Không thể làm quá à, được à, Vậy là chúng ta sống cùng nhau rồi à, Mẹ vui quá đi à, Vui không hà Con dạ, à, cũng vui lắm à, <laughs> muốn chết luôn á Cô không biết là Du Chin có thể sống trong căn nhà nhỏ như vậy có được hay không ờ, Phòng con ở nhà cậu ấy Còn lớn gấp đôi phòng khách ở nhà chúng ta nữa mà ờ, Con thấy cô nói có đúng không Tôi nói chỉ ở đây có vài ngày thôi Mấy ngày sau lại về bên đó mà Con lo cho Han Son thôi Sức khỏe của thằng bé không tốt mà Nói vậy là đúng rồi đó Thằng bé sẽ khỏe hơn nếu như nó sống ở nhà chúng ta đó con Hơn xu à Hay là cô thử nói với Du Jin đi Là muốn uh, dọn ra riêng Khi cậu ấy mua một căn hộ thiệt là lớn ở Tầm năm uh, 5 phòng ngủ nha Cô ừ. à, cô đang nói gì vậy hả Là ý hay mà Như vậy thì sau này uh, Cô không cần sống với nhà chồng của con nữa Du Jin và mua một căn nhà lớn Thì uh, chúng ta có thể sống cùng với nhau luôn đó. À, à. đừng có nói nhảm nữa Con muốn cậu ấy ly dị với Hân Xu luôn hay sao Ý mẹ là sao chứ ừ một người đàn ông yêu vợ của mình sẽ làm mọi thứ cho nhà vợ chứ, thiệt tình. Mẹ cảnh cáo còn không được nói nhảm nhí nữa biết chưa? Ờ, cảm ơn con nhiều nha con rể mà, cảm ơn vì đã để Hành Son sống ở đây với mẹ. Vậy mẹ có thấy vui không hả mẹ? Vui. Nếu phải sống xa thì mẹ sẽ nhớ Hành Son lắm, nhớ nhiều tới nỗi dù mẹ có nhắm mắt lại mẹ cũng chỉ thấy mình Hành Son. Con cũng thấy vui đó bà ngoại vậy sao nếu con và mẹ con vui thì ba cũng vui nữa mà thì vậy cho nên hanson à không phải khỏe là nhanh đó đã biết chưa ba đừng lo lắng nữa nha ừ <laughs> anh muốn nói với cả nhà chuyện gì vậy hả ừ là chuyện về hanson ba cả hên su và con muốn sống ở nhà hên su một thời gian để chăm sóc cho hanson con muốn sống bên nhà vợ sao? Đó chính là điều tốt nhất cho Han Son bây giờ, thưa ba. Tụi con không thể nào sống xa thằng bé được. À, chuyện đó cũng đúng. Thằng bé đúng là cần có mẹ. Đó cũng là điều con muốn sao? Dạ, thưa ba. Ngay khi Han Son bình phục, tụi con sẽ quay về nhà. Mình à, cho phép chúng đi. Mình biết Han Son bị bệnh như vậy làm cho ai cũng thấy lo lắng hết thì anh cũng quan tâm tới thằng bé nữa mà thôi được rồi đâu phải tụi con ra nước ngoài đâu chỉ về nhà vợ thôi mà dạ con rất cảm ơn vì ba đã thông cảm con thật lòng cảm ơn ba nhiều lắm <laughs> được rồi hết à, bực mình quá đi mọi người trong công ty đều biết con và sung chin ở khách sạn qua đêm rồi kìa vậy sao con đã nói họ đó chỉ là tin đồn thôi nhưng mà ai tung tin mới được chứ Là ai tung tin thì có quan trọng gì chứ con Xe ra Mẹ nghĩ là con nên nghiêm túc suy nghĩ Con có thể cứ Sung tin được hay không Mẹ ơi ờ, Cái gì chứ Nè tin đồn như vậy bất lợi cho phụ nữ lắm đó con à Mẹ nói sao Giữa tụi con không có chuyện gì hết đó mẹ Con thề với trời đất là Không có gì xảy ra hết Hai đứa tụi con Chỉ có ngủ cùng nhau thôi Thật sao Nè, nè 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 Bung hô à chờ chút đã Chờ chút chờ chút Anh định đi đâu vậy chứ Anh Anh phải tới đó Để giết thằng Sông Chi Hả à, Anh chắc chắn là cậu ta Là người Đã tung tin đồn ở công ty Không phải đâu Sao cậu ấy phải tung tin đồn đó chứ Có lợi gì đâu anh Cậu ta quan tâm tới xe ra Nhưng sao lại không cho cậu bé thời gian Em coi Xe ra không cho nó cơ hội Nên tên khốn đó lại làm vô cậu bé như vậy Trời ơi Anh không thể đi buộc tội cậu ấy được đâu Anh có bằng chứng gì không hả Yumi Ran. nhớ đi chúng ta kết hôn như thế nào em tung tin đồn để ép anh cưới em đó em có nhớ hay không vậy ờ, em sao ờ, em không nhớ gì hết hả ờ, em không nhớ gì hết đó trời nè sao lại không nhớ chứ là anh nam anh ta chính là thám tử tư của mẹ chắc lần này anh ta lại xuất hiện nữa rồi chuyện này vẫn chưa thể kết thúc được anh ta gửi cho mình là vì anh ta muốn thỏa thuận chuyện gì hay sao có thể dùng tiền mua sự im lặng của anh ta anh nam che Hun sáu tháng trước từng sống ở đây có phải không Ừ, tôi nhìn anh ta giống như là người bị phá sản vậy đó à. anh có thể gọi cho tôi nếu nhân ta quay lại được chứ ra ngoài một chút có được không có chuyện gì sao anh theo dõi tôi chắc được một lúc rồi anh là ai nhìn anh quen lắm đó hết vậy sao anh sếp hôn à ủa gì vậy anh đang đợi em đó hả chứ em nghĩ anh đứng đây còn làm cái gì được nữa anh đã hiểu lầm tôi rồi tôi đang chờ bạn gái của tôi chính là cô ấy nè ờ à. vậy tôi xin lỗi Người đó là ai vậy hả anh? Hả? Hả? <laughs> em đúng là thiên thần hộ mệnh của anh đó <laughs> Ngốc quá đi ạ à. <laughs> Em thích ra ngoài làm nghiên cứu thị trường hơn đó <laughs> Nếu như có thể Em có thể quản lý một cửa hàng cũng được Vậy tức là chúng ta có thể gặp nhau Mỗi ngày luôn hả? Mà em thấy lạ thật đó nha Sao anh biết hôm nay em sẽ tới đây Mà anh tới vậy hả? Anh đã nói với em là anh biết hết mọi thứ về em rồi mà. Vậy chừng nào thì em để cho anh gặp các anh của em đi. Sao? Thì anh đã gặp mẹ của em rồi. Anh muốn lôi kéo họ thành đồng minh trước khi gặp ba của em. Họ sẽ là đồng minh hay là kẻ thù của anh đây? Cũng phải ha. Họ có thể là kẻ thù được sao? Tôi biết rồi anh Trang Hu. Tiếp tục làm tốt công việc của anh đi. Ma Sung Chin ờ, Có chuyện gì hả chú ca Nói thật tôi nghe Tính đồn cậu đã qua đêm với xe ra ở khách sạn ha? Là cậu làm phải không Là con làm hả Tôi biết là cậu làm chuyện đó Cậu làm gì để ép xe ra cưới cậu Con không có làm chuyện đó Nếu như chú muốn con có thể đi khắp nơi nói cho mọi người biết Giữa tụi con không hề có chuyện gì Cậu Chú Cang Chà... à Chú rất thân với gia đình của con Đặc biệt là ba con và đua Chin Không hiểu sao chú lại không thích con vậy Tôi không cần lý do để không thích cậu. Từ trên xuống dưới con người cậu, tôi không thích ở điểm nào. Tôi đặc biệt không thích chuyện cậu muốn cưới xảy ra con gái của tôi, trong khi cậu không hề yêu con bé. Sao chú biết cảm giác của con dành cho Sarah như thế nào? Rõ ràng là như vậy mà. Con không thể yêu can Sarah hả chú? Không thể. Nếu ba cậu biết cậu quan tâm tới Sarah thì ông ấy sẽ trảm cậu. à Buổi lễ của quý từ thiên năm nay chuẩn bị tới đâu rồi? Chúng tôi đang lên danh sách những người trong ngành sẽ được mời tới buổi lễ đó. Dạ thưa ba, con nghĩ là chúng ta chỉ nên mời những người thực sự làm việc từ thiện tới mà thôi. Ừ, ừ còn nói đúng. Chúng ta chỉ nên mời những người thật lòng làm việc vì người khác và có tấm lòng thiện tâm thật sự. Cũng có thể mở rộng mời những người kém may mắn hơn được không ba? Được rồi. Dù sao cũng là việc của quý từ thiện. Ba biết con đang bận rộn với dòng sản phẩm mới nhưng con cũng tham gia tổ chức buổi lễ đi dạ Thưa tiếc kia mà anh không sao chứ anh bị làm sao vậy hả tôi 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 xin lỗi anh sao vậy để tôi Trời ơi. là cái gì vậy à không có gì đâu ba sao con lại giấu chứ đưa cho ba coi dạ ba ba đó là cái thằng này nè thư ký kim nó đang giấu cái gì vậy à, dạ dạ cái 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 đó là là mấy chuyện linh tinh được đăng trên mạng nội bộ thôi là về chuyện gì à, là là, 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 là về, về, về chuyện của giám đốc Masukin và cô Ờ. Ừ. nói tôi nghe nhanh đi họ đã qua đêm ở ở ở một một một, một, một khách sạn cái gì chứ? chúng ta muốn chương trình giới thiệu sản phẩm phải thật hoành tráng mình nên mời những người nổi tiếng có thành thế ở trong ngành tôi lại có ý tưởng khác mình tổ chức ở một cửa hàng để khách hàng thử nghiệm và phản hồi tại chỗ. Ở một cửa hàng? Vậy những người nổi tiếng nên ở đâu? Không phải là chúng ta. Là sản phẩm thì nên quan tâm tới độ hài lòng và thị hiếu của khách hàng hơn hay sao? Tôi thấy ý tưởng của cô Hên Xu rất thực tế đó nha. À, cô muốn đặt trọng tâm vào khách hàng nào? <laughs> Tôi bỏ một phiếu cho cửa hàng. Nhưng mà... Chúng ta nên Thư ký Kim hả? Ờ, anh tới đây để làm gì chứ? Ờ, giám trưởng ca. Tôi xin lỗi. Sao? Tổng giám đốc muốn nói chuyện với cô. Tin đồn giữa con và xe ra, rốt cuộc là sao? Con xin lỗi ba. Nhưng mà giữa tụi con thật sự không xảy ra chuyện gì hết thưa ba. Vậy thì đáng lẽ cô phải cẩn thận hơn chứ. Con biết xe ra thích ai mà giữa hai đứa không nên nảy sinh tin đồn không có chuyện gì hết đâu ba ba phải tin con chứ ba hiểu ba không biết đối mặt với ba con bé thế nào những gì đôi chin làm đã khiến sê ra đủ tổn thương rồi con biết những chuyện đó con không biết đôi chin đã làm tổn thương xảy ra cho nên con chỉ muốn bù đắp cho cổ thôi ý của con là sao con thật lòng quan tâm tới cổ đó thưa ba ơ ờ, nè xuân chin à con bị điên rồi sao? Đồ chinh với Sarah chưa bao giờ hẹn hò mà ba, nên không có lý do gì con không thể hít. Không được. Con bé đã yêu đôi Chin 7 năm rồi, sao con có thể... Con thấy chuyện đó cũng bình thường thôi. Sung Chin à? Dạ, ba muốn nói chuyện với con sao? Ba có hỏi Sung Chin, nó nói là nó có quan tâm tới con đó còn con thì sao hả dạ không có đâu bác con không hề có hứng thú với anh ấy vậy chuyện này là từ một phía sung chin sao dạ sung chin à con bé đã nói rõ là không quan tâm tới con rồi con không thể miễn cưỡng như vậy mau tìm cho ra người tung tin đồn và dẹp yên chuyện này xuống đi nhưng mà ba bà... ba không muốn nghe thêm nữa có phải là cô tung tin đồn này hay không tin đồn gì chứ không có nhiều người biết chuyện xảy ra ngày hôm qua chắc chắn du chin sẽ không bao giờ làm vậy không lẽ là ba tôi vậy là chỉ còn cô thôi đừng đổ tội cho tôi không phải tôi làm <laughs> đừng nghĩ là cô nắm thớm được tôi một tin đồn vô căn cứ tôi không có sao đâu tôi không quan tâm tới cuộc đời của cô như cô đang ảo tưởng đâu vậy nên làm ơn đừng quan tâm tới cuộc đời của tôi nữa nè cống hanh xu tôi sẽ chứng minh cho cô thấy cô chính là người tung tin đồn và kiên cố ra tòa vì tội phỉ má sao với cô vậy? lâu quá vậy chứ tôi có chuyện quan vậy. trọng cần nói nè vậy, chuyện hay vậy, lắm nhau, đó nói lại đây đó. À, chuyện là như vậy nè à, 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 chuyện sao? là à, nhưng mà à. trước đây tôi chưa từng thấy cô À, đó. À, tôi cũng à, cũ à, à, lại tôi rồi. biết mà Thật ra thì tôi à, là nhân viên thời vụ à, thôi À, à, à lại à, 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 người Tôi nghe nói giám à, đốc công ty à, uh, và một nhóm trưởng tên là Caesar nào đó đang à, đang à. lúc hẹn hò với nhau. À, 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 vậy, vậy sao? Vậy hả? Thật vậy hả? Hôm không. qua tôi còn nghe nói họ đi khách sạn nữa đó. Đúng rồi, Thôi, đúng, vậy, đúng rồi. Tôi còn vậy nghe nói họ sắp hỏi kết hôn nữa hả? Còn có tin là họ sẽ định ngày cưới sớm hơn nữa. Ôi trời ơi, bây giờ cái tuổi này qua đêm ở khách sạn không xấu lắm đâu. Đúng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm nhưng mà có vẻ như cô biết nhiều lắm đó. Đúng rồi, sao cô hay quá vậy? À, 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 có gì lạ đâu tại vì tôi có nhiều nguồn tin mà à, à, thú thật á tôi có quen biết rất nhiều người ở đây lắm đó ơ à, thật đó à, toàn mấy à, người đó kể cho tôi nghe nên tôi mới mà. biết thôi à, thật đó <laughs> được rồi bây giờ nếu mọi người nghĩ bọn chúng đã định ngày cưới thì sẽ ra sẽ phải xem xét quan hô chờ chút đó hả dạ à, à, gọi gọi tôi hả nhìn đi nè à, à, rồi anh muốn tôi làm gì với nó đây thì lâu đi chứ sau nữa à à, à à dạ dạ Đã lau thì phải lau cho sạch đi chứ Cái chị này thiệt tình à, Dạ Không thể tin là có ngày mình phải Làm mấy chuyện này luôn Cho hỏi Gì nữa à, Anh ơi tôi làm xong rồi thì... Nhưng mà sao mà cô cô lau công đó lại nhìn quen dữ vậy ta? Nè <laughs> chị Trên, chị có biết là có tin đồn về Sung Chin và Sera ở công ty hay không hả? Nghe tin đồn về con gái của cô mà làm cô vui dữ vậy đó hả? Chị nghĩ thử đi, nếu có tin đồn thì Bung hô cũng sẽ không thể phản đối chúng kết hôn với nhau được mà, vì sẽ tổn hại tới danh dự của Sera biết sao được? cô tìm hiểu về cổ phần của anh ta chưa vậy? sao hả? cô vẫn chưa tìm hiểu hay sao chứ? Yumiran à, cô phải làm việc chăm chỉ hơn đi. không phải, không phải đâu. chỉ có yên tâm đi mà. tôi đã tìm hiểu rồi, thật ra anh ấy đang ghi cổ phần dưới tên khác thôi. vậy sao? như vậy thì tốt quá rồi để bọn trẻ kết hôn và biến TSK trở thành của chúng ta đi. Nhưng mà chị trên à, chị định để Giang E được toàn quyền phụ trách quỹ từ thiện như bây giờ luôn hay sao? Cô ta không làm được lâu đâu. Buộc tội cô ta tham nhũng đối với tôi rất dễ dàng mà. Vậy là chị có kế hoạch rồi hay sao? Cô đang nói chuyện với trên thê hoa đó. mới nhắc là đã tới liền rồi đây nè. Cô ta phiền phức thật đó. <laughs> cô làm tôi rất ngạc nhiên. Hôm nay Un Giang E không ngại chạm mặt tôi. Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Chuyện gì? Về chuyện thừa kế của Wu Jin. Tôi biết nó đã quyết định quyên góp vào quỹ từ thiện của TSK. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu quyên góp vào ngày khai mạc. Cô xem đi. Thông cáo báo chí đó. Tôi đã gửi nó cho các nhà báo. Sao cô có thể làm vậy mà không nói tôi biết trước chứ? Giờ tôi nói cho cô biết rồi đó. Giờ, yeah. tôi không thể lấy tiền liền ra như vậy được đâu. Ý cô là sao? Sao không? Nó, nó được đầu tư vào cổ phần của TSK rồi. Như vậy thì tốt. Chỉ cần nhận chúng dưới dạng cổ phiếu thì được rồi. Tốt hơn tiền mà. Cô đang nói cái gì vậy hả? Sao? Có vấn đề gì sao? Đâu phải tiền của cô đâu cô Trương Thê Hoa. Là tài sản của Wu Jin mà. À, chuy chuy chuyện đó... Tôi biết rồi. Thật sao? Trương Thế Hòa thật sự làm vậy sao? Vụ tai nạn tàu của bảy năm trước là cô ta dạng dựng sao? Cô ta quỷ hoài cuộc đời của Juno giết chết ba tặng bé là cô ta làm hết sao? <laughs> Terima kasih kerana menonton! con chào mẹ hình như con bị sụt cân nhiều rồi nè con có ăn uống đàng hoàng không con rất ổn mẹ đừng lo làm sao mẹ không lo cho con được chứ con là con trai của mẹ mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con Mẹ đã đọc tài liệu liên quan tới vụ tai nạn rồi. Mẹ không thể tin là Trần Thề Hoa chính là người đứng sau mọi chuyện nhằm muốn giết hại con. Tất cả là sự thật. Và bà ta không xứng đáng được tha thứ đâu. Đúng vậy. Chúng ta không thể nào tha thứ. Nhưng mà, không tha thứ thì con có vui không thật ra mẹ cũng đã có kế hoạch riêng chỉ là bây giờ mẹ không thể tiếp tục nữa không đâu mẹ đừng nhúng tay vào chuyện này con sẽ tự tìm cách trả thù jun ho à con sẽ bắt bà ta phải trả giá đủ cho những tội ác mà bà ta đã gây ra với chúng ta bộ có chuyện gì xảy ra hả mẹ hanson nó không được khỏe hanson bị làm sao nó nó bị gì cũng không nghiêm trọng lắm nhưng mà lượng tiểu cầu của thằng bé rất thấp chắc là do thằng bé chưa thích nghi được với môi trường mới thôi mình sẽ cho bạn ngôi nhà cũ của mình cho mình một ngôi nhà mới hà hà à, son ơi nhà ba con không phải tuyệt lắm hay sao dạ ở đó con còn có rất nhiều đồ chơi nữa bà ngoại ờ à, vậy hả thích vậy sao con vẫn muốn sống ở nhà chúng ta nhà mình đâu có nhiều đồ chơi đâu con nhưng ở nhà mình có bà ngoại mà hả con thương bà ngoại hơn đồ chơi nhiều luôn đó Hanson ơi Hanson, Con yêu bà ngoại nhất trên đời luôn đó Bà cũng vậy á con Hanson cũng là người mà bà thương nhất trên đời luôn á Hanson là số 1 Bà ngoại là tuyệt vời nhất Ây, Bà vui <laughs> <yêu cười> quá Con nhìn bà làm nè Con nhìn đi nhìn đi ha nhìn đi Nhìn nè Con <laughs> trai Hay lắm đúng không <laughs> Bà xin lỗi con <laughs> ba xin lỗi vì không thể ở bên cạnh của con được mẹ hãy chăm sóc tốt cho hanson nha à, hả, 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 con giỏi lắm con giỏi quá dạ à? mày không mình phải làm gì với sera đây mình không thể để con bé cưới sung xin được nhưng danh dự của con bé bị hủy hoại vì tin đồn <laughs> à, dạ xin chào anh anh lại tới rồi ha à, à, dạ anh đã đưa 100 tô súp à, tới trung tâm bảo trợ rồi có phải không hả trời à, ơi à, họ đều rất thích món súp đó và họ đều rất biết ơn anh à tôi mừng vì họ đều thích cảm ơn cô đã giúp đỡ à, dạ nhưng mà nhìn mặt anh có vẻ rất buồn phiền ha nè tôi nhớ anh thường cười tươi lắm mà à tôi có chút chuyện phải suy nghĩ à tôi tới ăn súp thịt bò cay để Giải tỏa nỗi buồn Ôi súp ơi Ôi súp ơi à, à, trời, Anh Bông Gu à Có chuyện gì vậy hả Anh gặp ma sao Anh Anh Anh, 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 anh lại gặp uh, Ba của Hà Sơn Gì Cô ấy mặc bộ vest đen Và đứa riêng đó Không khác gì một hồn ba vậy Trời đất ơi Dạo này trời đâu có đóng nữa đâu mà Sao anh lại Ấm đầu như vậy chứ Suốt ngày cứ thấy ma là sao à, Vậy mới nói uh, Sao Chỉ mình anh thấy ma vậy chứ Trời ơi, anh từng là lính thủy đánh bộ mà, sao lại sợ ma chứ? Ờ, đó là chuyện đó, còn cái này... Đừng có nói nữa. Nhìn anh trẻ hơn tôi mà, hồi nhập ngũ. Tôi chính là lính thủy đánh bộ ở đơn vị 678. Xin chào, anh! Tôi ở đơn vị 676. Ờ, vậy là thật sự anh, anh là cấp trên của anh ấy hả? Đương nhiên rồi! Trong đội ngũ tôi cao hơn nhiều! Ờ, ở <laughs> ờ, yên đó đi! Ngồi xuống! Đứng dậy! Ờ... Nghiến đầu! Nên xài tiết kiệm hơn nghe chưa? Ơi ờ... à? <laughs> trời ơi! Nói thật là mình cũng thích Du Chin Hơn Su và Han Son cùng nhau sống ở đây với gia đình của mình! <laughs> Nhưng mà nếu như mẹ của Du Chin mà phát hiện ra sẽ nổi điên lên mất. Mình dám chắc chắn cô ta sẽ công kích cả nhà nếu như biết được chuyện này. Tên nam đó mất tích rồi sao? Dạ phải. Anh ta đổ nợ cờ bạc đang chạy trốn khỏi những chủ nợ của mình. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. vậy là con đã nói đúng anh ta liên lạc với mình là vì cần tiền thôi đúng vậy mẹ cũng nghi ngờ chuyện đó lắm đó là chuyện tốt cho chúng ta chúng ta có thể dùng tiền để anh ta ngậm miệng lại à, chuyện này phức tạp quá đi sao vậy mẹ mẹ không còn bao nhiêu tiền nữa con à vì mẹ đã dốc hết ra mua cổ phần của tsk rồi vậy thì mẹ bán cổ phần của mẹ đi nhưng mà Giang E đang hỏi mẹ về chuyện tài sản thừa kế Liên Quân đã quyên góp. Nên mẹ đã nói dối là mẹ đã dùng tiền đó mua cổ phần của TSK rồi. Vậy thì sao hả mẹ? Mẹ vẫn phải quyên góp cổ phần để cô ta không có cớ nghi ngờ chúng ta đó. Mẹ à mẹ! Mẹ biết rõ chuyện đó chứ. Nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác hết con à. Vậy thì mẹ không nên nói dối chuyện mình có tài sản thừa kế chứ mẹ. Mẹ không thể bán thêm cổ phần nữa sau khi quyên góp một ít cho quỹ từ thiện, mẹ cần toàn bộ cổ phần đó để biến TSK thành của chúng ta. Vậy kiếm đâu ra tiền để làm tên nam im miệng đây chứ? Mẹ có nghĩ tới không vậy? Con... Không còn... Không còn tiền sao? Thì, thì con... Cũng lấy hết tiền ra mua cổ phần được còn gì? Chắc mẹ phát điên mất thôi. Đây là người đàn ông mà anh Cho đang tìm, tên Nam Chê Hun. Hắn ta là một thám tử tư có tiếng. Mình không biết Han có bị làm sao không nữa. Han Jun Ho à? Anh có nghe tôi nói không gì? Ờ, à, anh vừa nói gì? Anh Cho đang cho tìm kiếm người đàn ông này. Phim do Jin Juno remote và loát. Là tên thám tử tư này sao? À. Vậy tức là anh ta đã làm việc cho chân thê hoa rồi. giờ sung chin vẫn chưa biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra nếu tên nam kể hết cho nó nghe mọi chuyện thì sao đây tại sao mẹ lại giật mình vậy mẹ ờ à, 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 đâu có đâu tại mẹ đang suy nghĩ thôi bây giờ con phải về nhà rồi đi con không muốn phải chạm mặt với Junho hô đâu thưa mẹ mỗi lần cậu ta gọi con là anh trai thì con nổi hết chờ gà lên đó <laughs> Hãy nghĩ tới cảm giác khi mẹ sống với cậu ta đi Vậy cho nên tôi à, Thôi bỏ đi Nếu tên Nam có gọi tới đây nữa Thì mẹ hãy cho con hay Mình không thể để sung Jin dính líu cho chuyện này được Không thể nào Mình phải tự lo liệu mọi chuyện thôi Nam chê hôn anh nghĩ là anh ta biết được bao nhiêu có lẽ là anh ta biết được cũng không hề ít đâu cho nên anh cho mới tìm kiếm gấp gáp như vậy người này anh biết được người này sao tôi nhớ anh ta rồi ơ à, tôi xin lỗi tôi chắc chắn là anh ta. Tôi từng gặp anh ta ở bến tàu rồi, trước khi tôi lên tàu 7 năm trước. Vậy có nghĩa là anh ta hoàn toàn có liên quan tới vụ tai nạn năm đó. Cuối cùng thì cũng có bằng chứng để nắm thóp được chân thê hoa rồi.